Cô chào các con, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt bài 100, 101 và 102. Các con hãy cùng lắng nghe cô dạy nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ học các vần mới của ngày hôm nay. Các con hãy lắng nghe cô đọc và sau đó mình hãy đọc thật to con nhé. U ở n uân vần uân u ở n uân vần uân u i e n uyên vần uyên u i e n uyên vần uyên u ở tờ uất vần uất u ở tờ uất vần uất u i e tờ uyết vần uyết u i e tờ uyết vần uyết u y nhờ uân vần uân u y nhờ uân vần uân u y chờ út vần út u y chờ út vần út. Các con hãy cùng với cô đọc lại một lần nữa nhé. Vần uân vần uyên vần uất vần uyết vần uân vần út. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần đọc từ ứng dụng. Cô có từ mùa xuân. Mùa xuân. Mùa xuân là mùa đầu tiên của một năm. Bóng chuyền. Bóng chuyền. Đây là một môn thể thao rất là bổ ích. Các đội chơi sẽ cùng nhau chuyền trái banh qua cái lưới này. Sản xuất. Sản xuất. Sản xuất là hoạt động để tạo ra của cải vật chất cho xã hội, như là sản xuất lương thực, sản xuất quần áo, dệt may, sản xuất nông nghiệp. Duyệt binh. Duyệt binh. Duyệt ở đây có nghĩa là xem xét và binh là quân lính. Đây là một cái nghi lễ quân sự thường được tiến hành trọng thể nhưng các ngày lễ, quốc lễ trong năm như là ngày Quốc khánh. Phụ huynh. Phụ huynh. Phụ huynh là cha mẹ hay là người thay mặt gia đình của học sinh, ví dụ như là họp phụ huynh học sinh. Ngã huỵch. Ngã huỵch. Đây, bạn này đang ngã cái huỵch là ngã một cách bất ngờ và rất là dứt khoát. Ngã huỵch. Các con cùng nhau đọc lại với cô nhé. Mùa xuân. Bóng chuyền. Sản xuất. Duyệt binh. Phụ huynh.
ngã, huỵch. Tiếp đến, cô có các từ sau. Các con hãy tự đọc lại các từ sau đây nhé. Và mình cùng nhau gạch dưới những cái từ có vần mới học của ngày hôm nay. Bạn nào mình đọc còn chậm thì mình có thể đánh vần từ từ nha con. Các con nhớ đọc đi, đọc lại nhiều lần cho mình thành thạo cách đọc trơn các từ này nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần đọc bài thơ con nhé. Các con hãy nhìn vào bức tranh sau đây và cho cô biết, các con biết đây là con chim gì không? À, cô biết, cô nghĩ rằng có một số bạn chúng ta không biết đây là chim gì đúng không? Đây là loài chim én. Và chim én là một loài chim báo hiệu mùa xuân về. Và bài thơ sau đây của cô có liên quan đến chim én và mùa xuân, rất là dễ thương. Các con hãy cùng nhau lắng nghe cô đọc nhé. Chim én bận đi đâu? Hôm nay về mở hội, lượn bay như dẫn lối, rủ mùa xuân cùng về. Các con hãy cố gắng đọc trơn bài thơ này được một lần nữa nhé. Chim én bận đi đâu? Hôm nay về mở hội, lượn bay như dẫn lối, rủ mùa xuân cùng về. Các con đọc giỏi lắm. Tiếp đến, chúng ta sẽ chuyển sang bài thơ thứ hai. À, các con nhìn vào bức tranh này, cho cô biết các con thấy hình ảnh gì trong tranh nào. À, đúng rồi, các con thấy có các bạn nhỏ đang rất là vui tươi, vui đùa dưới ánh trăng đúng không? Và cô cũng có một bài thơ liên quan đến ánh trăng và các bạn nhỏ. Các con hãy lắng nghe cô đọc để mình biết được nội dung bài thơ này là gì nha. Những đêm nào trăng khuyết, trông giống con thuyền trôi. Em đi trăng theo bước, như muốn cùng đi chơi. Bạn nào mà mình đọc còn chậm thì mình có thể đánh vần, sau đó mình cố gắng mình đọc trơn những cái từ này và đọc thành thạo, thành các câu, thành bài thơ nhé con. Các con hãy tự đọc một lần nữa nha. Con đọc giỏi lắm. Cô có một tràng pháo tay dành cho các con. Và đây là phần các con làm việc ở nhà. Các con sẽ đánh vần, sau đó đọc trơn bài thơ Anh Đơm Đớm nhé.
và mình cùng chuyển sang bài thơ thứ hai nha các con. À, đây là một đoạn văn nói về Đà Lạt. Các con hãy cố gắng đánh vần và mình đọc đoạn văn này nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Cô chào các con. Cô chúc các con sẽ học thật tốt.